Chào anh em mình, mới về được hai cặp Tannoy 3828, bát 40, gân thì hàng bãi nên mình biết rồi, một gân hết rồi. Mình sẽ đi thay gân ha, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình, số điện thoại để trên màn hình nha các bạn.